Nhà vua ăn cơm bụi. Dân chúng ngoài thành đúng là đáo diệt, chẳng buồn cho chúng hoàng cung uy nghi. Vâng, đúng là thế thưa lão gia. Người xem, nhìn ta thế này, liệu có ai nhận ra không? Bẩm, đến nô tài còn phải nhìn mãi mới nhận ra người. Huống hồ, người dân trong kinh thành này còn chưa biết đến người bao giờ. Thế thì ta cũng yên tâm, đã ra ngoài phi hành thì càng ăn phận giản dị càng tốt. Mà người đi cả sáng cũng mệt rồi, hay ta ghé tạm vào quán nào đó dùng bữa đi ạ. Được, không có đủ tiền thì đừng có gọi món đắt tiền thế. Cuối cùng lại thiếu nợ, ông chỉ lột cái vòng tay là còn may đấy. Lần sau đừng có mà quay lại nha. Đúng là quán ăn, thấy mình không có tiền coi khinh đây. Ta thử vào quán cơm đó xem sao. Dạ. Cái ngài gì xui xẻo thế không biết, toàn hạng đối sách mà cũng đòi vào quán mình. Hai cái tên kia nhìn đã biết là không có tiền rồi. Hai người cần gì? Chúng tôi đương nhiên là vào đây ăn cơm rồi, không lẽ ở đây còn bán thứ khác? Ở đây bán cơm, nhưng chỉ bán cho những người có tiền, vì giá cơm ở đây rất đắt. Ngươi... xin hỏi cơm ở đây giá bao nhiêu ạ? Suất rẻ nhất cũng 50 đồng rồi, có tiền ăn không? Vậy cho chúng tôi hai suất rẻ nhất đi. Biết ngay là cái thứ không có tiền mà. Cho hai suất cơm rẻ nhất bàn này đi. Ngươi cứ bình tĩnh đi. Nhưng lão gia không thấy thái độ của hắn đáng ghét sao? Hắn nghĩ chúng ta không có tiền nên coi thường đó. Chúng ta đi quán khác ăn đi. Ta chính là muốn xem bước tiếp theo ở đây đối đãi với khách như thế nào đấy. Cơm có hai người đây, ăn nhanh rồi đi. Quán chúng tôi còn lấy chỗ bán cho người khác nữa. Ngươi... ăn cơm đi, ta cũng đói rồi. Lão gia, người sao thế? 100 đồng tiền, thanh toán nhanh rồi mời đi cho. Này ông kia, có biết đây là ai không mà dám... Trần Minh, ta trả tiền cơm, không cần thối lại đâu. Ông nói thật chứ? Sao, nén bạc này có thể mua cả chục suất cơm này rồi đúng không? Người không chỉ ít nữa chứ? Trời ơi, biết thế này thì mình đã tiếp đãi ân cần chú đáo hơn rồi. Có khi ông ấy còn thưởng nhiều hơn ấy chứ? Dốt quá đi mất, sống mất con cá lớn rồi. Lão gia, tại sao tên chủ quán đó vừa hống hách vừa coi thường chúng ta như thế, mà lão gia không những không giận mà lại còn thưởng bạc cho hắn nữa? Ngày mai chúng ta quay lại quán đó, người sẽ hiểu vì sao. Khách quý đây rồi, xin mời vào, mời vào. Dạ, mời khách quan ngồi xuống ạ. Cảm ơn. Hôm trước có điều gì thất lễ, mong hai vị lượng thứ cho ha. Hôm nay hai vị muốn ăn gì? Ngươi cũng biết là thất lễ với chúng ta sao? Dạ, tiểu nhân đúng là có mắt không trồng, mong hai ngài bỏ qua ạ. Để tỏ lòng thành, quán chúng tôi xin mời hai ngài dùng món bánh khai vị trước để tạ lỗi, hoàn toàn miễn phí ạ. Hoàn toàn miễn phí sao? Dạ, đúng ạ. Người đâu? Mang hai suất bánh khai vị thượng hạng ra đây. Dạ, mời hai vị dùng. Thế hôm nay hai vị dùng món gì để chúng tôi phục vụ ạ? Vẫn là hai suất cơm rẻ nhất như hôm qua thôi. Dạ, được, được ạ. Ăn gì không quan trọng, miễn là trả mình nhiều tiền là được rồi. Lão gia, hôm nay họ có thái độ khác hôm qua. Đúng là... người cũng thấy thế à? Dạ, mời hai vị dùng trà tráng miệng ạ. Trà này có mất tiền không đây? Khách quan cứ đùa, trà này quán chúng tôi mời ạ. Trà ngon. Quá đúng như thế. Thôi, chúng ta về thôi. Dạ, hai vị về ạ. Ngươi hãy trả đủ tiền cho chủ quán đi. Dạ. Hôm nay mình phục vụ tận tình như thế, chắc chắn phải cho mình hơn một nén bạc rồi. Đây, 100 đồng, ông đếm đi.
Hả? Cái gì? Sao lại chỉ có 100 đồng tiền à? Hai suất cơm rẻ nhất, mỗi suất 50 đồng, chẳng phải là 100 đồng sao? Nhưng làm sao? Hôm trước cũng là hai suất cơm này, ngài còn trả tôi những một nén bạc cơ mà. Ủa sao hôm nay tôi đã đối đãi với ông thức mực nồng hậu, ông lại chỉ trả tôi có thế? À, hôm trước người phục vụ linh tinh nên ta cũng lỡ tay trả tiền linh tinh cho một bữa cơm ấy thôi mà. Còn hôm nay người mới phục vụ đúng mực nên theo lẽ ta cũng trả tiền đúng mực thôi. Người còn muốn đòi hỏi gì thêm nữa hả? Đây đúng là bài học mà lão gia nhà ta muốn dạy cho ngươi đó. Nếu muốn tiếp tục kinh doanh ở cái chốn này thì nên thay đổi cách đối đãi với khách đi. Ngươi hãy nhớ lấy chuyện hôm nay mà đối xử đúng mực với khách hàng. Những kẻ nhìn mặt mà bắt hình dong, chỉ ham cái lợi trước mắt thì chẳng thể làm được việc gì lớn đâu. Đúng là mình hồ đồ rồi. Trời ơi. Chuyện đang ngỗng trời. Cuối cùng cũng đã về đến nhà. Ba ơi, cánh của chúng con mỏi nhừ cả rồi. Mới bày có thế đã mỏi, các con phải tập luyện nhiều vào. Không bao lâu nữa, chúng ta còn phải bay một quãng đường xa để tới được phương Nam tránh rét đấy các con. Các con thấy dây leo dưới góc kia chứ? Nếu không nhổ nó đi, ba e là có ngày nó sẽ gây tai họa đấy. Sắp tới ba có việc đi vắng mấy hôm, các con ở nhà nhớ bảo nhau nhổ nó đi trừ họa sau này nha. Ba nói thế nào ấy chứ? Một cái dây leo bé tí thế kia làm sao mà gây họa cho chúng ta chứ? Chị nói đúng quá, ba cứ khéo tưởng tượng ra rồi lo à. Con thấy dây leo này còn ra hoa đẹp đấy chứ, cứ để đó đi ba. Các con cứ nghĩ đơn giản như thế thì sẽ chẳng bao giờ rèn được bản tính phòng vệ mọi lúc mọi nơi cho mình. Chúng ta là loài di cư, ngoài kia nguy hiểm luôn rình rập các con, có biết không? Ôi dào, ba đừng lo, chúng con biết mà. Ở đời mọi thứ đều phải lường con à, mai ba phải đi rồi. Nếu không ba có thể xuống dứt dây leo ấy đi cho các con, nhớ lời ba dặn chưa? Ba đúng là cái gì cũng lo quá lên, thôi được rồi ạ, ba cứ yên tâm đi. Mai chúng con sẽ làm, còn bây giờ chúng con xuống sông tắm đây, mặt trời sắp lặn rồi. Các con không nghe lời ba, bảo nhổ cái cây dây leo thì không đứa nào làm. Giờ nó đã to thế kia, rễ cũng bám rất sâu, muốn diệt nó rất khó. Dạ, chúng con quên, nhưng ba đừng lo, chúng con cứ đi kiếm mồi đã, tối về chúng con sẽ nghĩ cách phá nó. Các con nhớ đấy, đừng để mọi thứ trở nên quá muộn. Đây rồi, ở đâu ra cái dây leo to lớn chắc chắn thế này? Ta chỉ việc bám vào nó, leo lên tổ ngỗng để đặt bẫy thôi. Bẫy thế này chúng nó mà về cùng lúc là ta thu được cả một mẻ luôn, tuyệt quá. Các con đã thấy chưa, tai họa đến rồi đấy, kêu cứu giờ ai thấu. Giá như các con nghe lời ba thì đâu đến nỗi mắc bẫy ngay trong tổ của mình. Ba ơi, chúng con đã biết sai lầm của mình rồi, ba có cách nào để thoát ra không ạ? Nếu không chúng ta sẽ chết mất thôi. Mắc kẹt trong bẫy thế này rồi, còn cách nào để thoát được nữa? Vậy là chúng ta chết chắc sao ba? Ba ơi, con muốn bay về phương Nam cơ, con không muốn kết thúc tất cả ở đây đâu. Tất cả là tại chúng con đã không nghe lời ba. Chắc chúng nó đã ngấm đủ tuyệt vọng rồi. Có như thế này thì mới hiểu kỹ năng phòng vệ quan trọng ra sao trong cuộc chiến sinh tồn. Bây giờ thế này nhé. Làm thế nào hả ba? Ba nói nhanh, không chúng con chết mất thôi. Các con nghe kỹ này. Sáng mai khi gã thợ săn xuất hiện, tất cả chúng ta phải giả chết, vờ xóa hết cánh ra. Dạ, chúng ta sẽ giả vờ chết. Rồi sao nữa hả ba? Gỡ xong người nào, gã sẽ để người đó sang bên và gỡ tiếp. Các con lúc ấy phải tuyệt đối nghe theo lệnh của ba.
khi thấy thợ săn gỡ xong người cuối, bà sẽ kêu lên một tiếng và tất cả phải vùng lên bay đi nhanh hết sức. Bà nhắc lại, các con phải tuyệt đối nghe theo hiệu lệnh của bà, nếu không chúng ta sẽ không thoát được đâu. Vâng, vâng ạ. Đúng là chúng to rồi. Chúng chết cả rồi sao? Trời đất ơi! Cây cỏ bé thế, em không phải nhổ đâu. Phải nhổ hết, ba dạy rồi. Bài học chết người còn đó, anh cứ thế còn có ngày... Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!